Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng kính chào quý vị. Thôn Quê Sài Gòn xin được giới thiệu về tiểu sử Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là một Hồng Y người Việt Nam thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Ngài từng đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình và là vị giáo sĩ Công giáo Việt Nam từng giữ vị trí cao nhất trong Giáo hội Công giáo Roma. Ngài được xem là một biểu tượng của người Công giáo Việt Nam, là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong thời gian gần đây của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Dù gặp nhiều khó khăn với chính quyền Việt Nam, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không tỏ ra thù ghét. Chính thái độ này, Ngài đã được nhiều người tôn kính. Ngoài tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, Ngài còn nói thông thạo 8 ngôn ngữ khác như Pháp, Anh, Ý, Đức, Latin, Nga và Trung Quốc, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1928 tại Huế, trong một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời. Sau quá trình tu học, Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 1953. Tháng 4 năm 1967, linh mục Nguyễn Văn Thuận được Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Ngài là vị giám mục người Việt đầu tiên quản lý giáo phận này. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận làm tổng giám mục hiệu tòa Gia Đê Si, chức vị tổng giám mục phó của tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Ngài tạm hoãn về Sài Gòn, đến ngày 7 tháng 5 mới về để nhận nhiệm vụ mới. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ngài bị bắt đi tù và cải tạo suốt 13 năm, không một bản án. Đức Hồng Y Thuận mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt và đến Roma điều trị vào tháng 9 năm 1991. Trong thời gian trị bệnh tại Roma, chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận không còn được phép trở lại Việt Nam. Năm 1994, Tổng giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận từ chức Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sài Gòn và Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ngài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Ngài trở thành Chủ tịch Hội đồng này vào năm 1998. Tháng 1 năm 2001, Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thăng Tổng giám mục Thuận tước vị Hồng Y. Theo báo chí quốc tế, Ngài cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá kế vị giáo hoàng đã già yếu. Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma do bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho cố Hồng Y. Ngày 5 tháng 7 năm 2013, người Công giáo Việt Nam tổ chức lễ bế mạc của các giai đoạn giáo phận của tiến trình phong chân phước cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Giáo hoàng Francisco phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên Thánh, tiến thêm một bước trong án tuyên thánh cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Giáo hoàng tuyên bố Hồng Y Thuận là đấng đáng kính. Đây là bước tiến quan trọng trong án phong thánh cho Ngài. Thân thế và thiếu thời. Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 thuộc khu vực giáo xứ Phủ Cam, Huế, Tổng giáo phận Huế. Ngài là anh cả trong một gia đình có 8 anh chị em, gồm 3 nam và 5 nữ. Thân phụ là Tadeo Nguyễn Văn Ấm, mất năm 1993 tại Sydney, Úc, và thân mẫu là bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, mất năm 2005, em ruột của giám mục Phêrô Martino Ngô Đình Thục và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đây là một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời. Tổ tiên của Ngài từng chịu tử đạo vì tuyên xưng đức tin công giáo trong suốt giai đoạn từ năm 1698 đến năm 1885. Họ nội của Đức Cha Thuận có cụ cố là ông Nguyễn Văn Danh, bị bắt làm nô lệ và sống trong thời kỳ truy bắt đạo công giáo của vua Tự Đức. Con ông là ông Nguyễn Văn Vọng, ông nội của Đức Cha Thuận, hỗ trợ truyền giáo bằng đời sống hằng ngày với vợ là bà Tống Thị Tài, từng lập hai trường Bình Linh, Pelerin
và thánh nữ Rinner đắc lần lượt cho dòng nam La San và dòng nữ thánh Phaolô thành Chartres. Có nguồn tin ông nội của đức cha Thuận là ông Nguyễn Văn Diêu, còn gọi là Bác Diêu. Về phía họ ngoại, năm 1885, họ ngoại của đức cha Thuận có nhiều người đã bị thiêu chết trong giờ kinh nguyện do những người tìm bắt các tín đồ Công giáo châm lửa đốt. Do dòng họ không còn có con trai kế tự, chủng sinh Ngô Đình Khả đã nhận được đề nghị từ các giáo sư chủng viện Tây An và trở về Việt Nam lập gia đình. Cụ Khả từng giữ tước phù đạo đại thần, cố vấn cho vua các vấn đề pháp văn và triết học Tây Phương. Do phản đối Pháp buộc vua thoái vị, từ quan về làm ruộng. Cụ Khả là thân phụ của bà Ngô Đình Thị Hiệp, thân mẫu đức cha Thuận. Từ khi còn nhỏ, cậu bé Thuận được giáo dục đức tin bởi người mẹ gương mẫu, thân mẫu và bà nội thường kể chuyện cho cậu bé Thuận về tổ tiên, các thánh Công giáo trong kinh thánh và các vị tử đạo Công giáo của Việt Nam. Cậu bé Thuận tin tưởng thánh thể vì quan niệm đây là con đường để con người kết hiệp với Thiên Chúa. Nhờ sự giáo dục tôn giáo từ nhỏ, cậu bé Thuận có mong muốn đi theo con đường tu trì từ rất sớm. Tu học và thời kỳ linh mục. Cuối tháng 8 năm 1940, cậu bé Nguyễn Văn Thuận nhập học tại tiểu chủng viện An Ninh tại cửa Tùng, Quảng Trị. Nhờ sẵn có văn bằng tiểu học certificate De Tu De Rimeyer, nhờ có trí nhớ tốt và trình độ sinh ngữ cùng tiếng Latin, cậu rút ngắn thời gian học từ 8 năm xuống 6 năm. Sau khi hoàn tất chương trình tiểu chủng viện, từ năm 1947, chủng sinh Thuận theo học triết và thần học tại Đại chủng viện Kim Long, Huế. Trong thời gian này, ngài có dịp tìm hiểu về linh mục Choramon, Manu Churay và nhận đây là mẫu gương cho đời linh mục của mình. Trong thời gian 3 năm đầu tiên của Đại chủng viện, chủng sinh Thuận mong muốn được trở thành linh mục triều, nhưng sau đó nhiều lần ngài suy nghĩ về việc trở thành một linh mục dòng như các dòng Tên hoặc dòng Biển Đức. Tuy vậy, cuối cùng ngài tiếp tục ở lại Đại chủng viện, học thần học với bề trên chủng viện là linh mục Simon và Nguyễn Văn Hiền. Ngày 11 tháng 6 năm 1953, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam do giám mục Trinh Ba Tết Arutia thi giám mục đại diện tông tòa địa phận Huế làm chủ phong. Sau khi được chịu chức, tân linh mục Nguyễn Văn Thuận được bổ nhiệm đảm trách vị trí linh mục phụ tá giáo xứ Tam Tòa Đồng Hới, làm phụ tá cho linh mục Đa Minh Hoàng Văn Tâm. Đây là một giáo xứ quan trọng của địa phận Huế. Linh mục Tâm đã dành thời gian hướng dẫn tân linh mục về các tác vụ mục vụ giáo xứ. Tuy vậy, sức khỏe linh mục Thuận kém đi và ngài ho ra máu. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho rằng linh mục Thuận có triệu chứng bệnh lao. Linh mục Thuận được chuyển từ bệnh viện Đồng Hới vào bệnh viện Huế, sau đó lại chuyển viện vào Sài Gòn, nhập viện tại bệnh viện Sanh Pôn tháng 12 năm 1953. Sau khi chẩn đoán cần cắt phổi bên phải, linh mục Thuận được người quen giới thiệu nhập viện bệnh viện quân đội Pháp Gan Lơ vào tháng 4 năm 1954. Các bác sĩ tại đây cho biết, sau phẫu thuật, sức khỏe của linh mục Thuận sẽ không hoàn toàn bình phục. Trước khi gây mê vào phòng mổ, ngài được chụp X-quang và kết quả cho thấy phổi của ngài đã hoàn toàn bình phục. Linh mục Thuận cho đây là phép lạ và cảm tạ bà Maria và Thiên Chúa. Sau khi hồi phục bệnh tình, 4 ngày sau đó, linh mục Thuận trở về Huế và giám mục địa phận khuyên ngài nên nghỉ dưỡng. Sau đó, linh mục Thuận được chuyển đến giáo xứ Francisco Xavier Huế, làm phụ tá cho linh mục Richard Barbon, tên Việt là Triết. Trong thời gian này, ngài hỗ trợ mục vụ cho linh mục Richard, kiêm chức tuyên úy trường Trinh Đát, cử hành lễ cho các nữ tu dòng thánh Phaolô tại nhà nguyện của trường học này. Ngài mời các thợ điêu khắc từ giáo xứ Tam Tòa đến làm thánh giá bằng gỗ trên cung thánh, hỗ trợ giáo xứ bộ đàn thánh giá của gia đình và xây phòng họp cho giáo dân lớn tuổi. Thời làm linh mục phó, giáo xứ này có thêm lễ tiếng Việt vào mỗi chiều chủ nhật. Bối cảnh sau trận chiến Điện Biên Phủ, linh mục Thuận được yêu cầu chuyển giáo xứ này từ của người Pháp sang của người Việt do quân đội Pháp rút đi sau chiến tranh. Sau một vài tháng tại giáo xứ Francisco Xavier, năm 1955, sau khi linh mục Richard hồi hương, giám mục Arutia lại bổ nhiệm linh mục Thuận kiêm nhiệm chức tuyên úy của viện Pellerin, bệnh viện trung ương và các nhà tù tỉnh. Linh mục Thuận trước đó đã tình nguyện làm tuyên úy cho các địa điểm nhà tù, nhà thương, trại cùi. Từ năm 1956
Đến năm 1959, Linh Mục Nguyễn Văn Thuận được cho đi du học tại Phân khoa Giáo luật thuộc Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Roma. Ngài hoàn thành việc học và tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ giáo luật. Luận án tiến sĩ của ngài mang chủ đề Tổ chức tuyên úy quân đội trên thế giới. Trong thời gian du học, ngài có dịp tiếp xúc, sinh hoạt với các phong trào đạo binh Đức Mẹ, Hướng Đạo, Cơ Sĩ Lô, Focule. Các phong trào này ảnh hưởng đến đường lối hoạt động của ngài sau này. Linh Mục Thuận cũng từng viếng thăm Đức Mẹ Lộ Đức vào tháng 8 năm 1957. Ngài cũng từng cùng Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, cậu ruột yết kiến Giáo Hoàng Pio XII. Trở về nước, năm 1960, Linh Mục Francisco Xavier Thuận được cử làm giáo sư tiểu chủng diện Phú Xuân, Huế. Giám mục địa phận Huế Erutia Thi cho biết, ngài gửi Linh Mục Thuận đi du học là có mục đích do Giáo hội Công giáo Việt Nam cần nhiều linh mục người Việt và ngài cần chuẩn bị để làm lãnh đạo. Giám mục Thi dự liệu, Linh Mục Thuận sẽ trở thành giám đốc chủng diện Phú Xuân. Một thời gian ngắn sau đó, ngài khởi công xây các cơ sở mới và thành lập tiểu chủng diện Quang Thiện ở ngay thành phố Huế, cạnh trường Thiên Hữu. Từ năm 1962, Linh Mục Thuận đảm trách vai trò làm giám đốc tiểu chủng diện Quang Thiện. Ngài có dự tính mở xưởng nghề trong chủng diện để đào tạo linh mục có lối sống khác biệt, phù hợp với xã hội đang biến đổi. Năm 1964, Hội đồng Linh Mục bầu chọn Linh Mục Nguyễn Văn Thuận làm tổng đại diện, tổng giáo phận Huế. Tổng giám mục Huế Ferro Martino Ngô Đình Thục chính thức chọn ngài vào chức vụ này. Giám mục Nha Trang 1967-1975. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, Linh Mục Francisco Xavier Thuận được Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang, kế vị giám mục Pao Raymond, Mary Marcel Kích Kê Lợi. Ngài là vị giám mục người Việt Nam đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, nhân dịp lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, ngài được tấn phong giám mục tại tiểu chủng diện Quang Thiện, Huế. Nghi thức truyền chức được cử hành bởi chủ phong là khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam, Lào và Campuchia Angelo Pamas cùng với hai vị khác trong vai trò phụ phong, gồm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế Philip Phê Nguyễn Kim Điền và Tổng Giám mục Vinh Baptist O'Rourke Thi Tổng Giám mục Hiệu tòa Isoropolis, nguyên đại diện tông tòa địa phận Huế. Khẩu hiệu của tân giám mục là vui mừng và hy vọng, lấy từ tên của hiến chế mục vụ của cộng đồng Vatican II. Với độ tuổi 39, ngài là một trong số các giám mục Việt Nam trẻ tuổi được tấn phong trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1975. Ngày 10 tháng 7 năm 1967, tân giám mục Nguyễn Văn Thuận chính thức nhậm chức tại giáo phận Nha Trang. Trong 8 năm làm giám mục tại đây, ngài thành công trong việc phát triển giáo phận. Ngài quan tâm đến việc đào tạo nhân sự, gia tăng con số các đại chủng sinh từ 42 lên 147, số tiểu chủng sinh tăng từ 200 lên 500. Ngài tổ chức các khóa thường huấn linh mục cho 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế, thành lập và phát triển các hội đoàn giáo dân, phong trào công giáo tiến hành như phong trào công lý và hòa bình, Cơ Sĩ Lô, Focule, Hướng Đạo, Cộng đoàn La Giang, Tu Hội Hy Vọng. Ngài cũng cho thiết lập hội đồng giáo dân từ giáo xứ lên giáo phận, hình thành và phát triển trung tâm văn hóa Chàm tại Phan Rang 1968. Ngài cho phổ biến nhiều thư với các chủ đề tỉnh thức và cầu nguyện vào năm 1968, vững mạnh trong đức tin để tiến bước trong an bình năm 1969, công lý và hòa bình năm 1970, sứ vụ Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta năm 1971, kỷ niệm 300 năm vào năm 1971, năm Thánh Canh Tân và Hòa Giải năm 1973. Giám mục Thuận thuyết trình đề tài các vấn đề chính trị tại Á Châu và những giải pháp liên hệ trong khuôn khổ Hội nghị Liên hội đồng Giám mục Á Châu họp tại Manila, Philippines vào ngày 24 tháng 11 năm 1970. Năm 1970, nhân kỷ niệm 300 năm Giám mục Lambert De La Motte đến giáo phận Nha Trang, giám mục Nguyễn Văn Thuận đã thiết lập chủng diện Lâm Bích. Tên đầy đủ của chủng diện là chủng diện truyền giáo Lâm Bích, trong đó Lâm Bích là tên giám mục Thuận Việt hóa từ tên gốc Lam Bớt của vị giám mục truyền giáo. Cuối tháng 3 năm 1971, các giáo sĩ công giáo đến từ 4 quốc gia
Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức một cuộc họp với mục đích thúc đẩy sự đoàn kết của các giáo hội công giáo tại các quốc gia này, phát triển thần học Á Châu. Giám mục Nguyễn Văn Thuận cùng Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam, Việt Nam tham gia cuộc họp này. Tham gia cuộc họp này, phần lớn là chủ tịch các hội đồng giám mục các quốc gia tham dự. Giuse Quách Nhã Thạch, Trung Quốc, Taoyashi Goro Taguchi, Nhật Bản, Stephen Kim Su Wang, Hàn Quốc, cùng một vị giám mục khác. Giám mục giáo phận Hồng Kông, Francisco Savile từ Thành Bân, chủ sự cuộc họp này. Ngày 18 tháng 11 cùng năm, Giáo hoàng Phaolô VI đã gửi thư cho Giám mục Thuận nhân dịp kỷ niệm 300 năm giám mục tông tòa đầu tiên đặt chân đến vùng đất thuộc giáo phận Nha Trang. Từ năm 1971 đến năm 1978, Ngài được chọn làm cố vấn Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân. Trong giai đoạn này, Ngài cũng có dịp học tập kinh nghiệm từ Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan về sinh hoạt mục vụ với chế độ Cộng sản. Vị Tổng Giám mục sau này là Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài cũng được bổ nhiệm làm cố vấn và là thành viên của Bộ Truyền giáo, nhận trách nhiệm đến thăm và giám sát các chủng viện tại một số quốc gia ở châu Phi. Ngoài ra, Ngài cũng là thành viên của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Tháng 7 năm 1951, Giáo hoàng Phaolô VI thành lập Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm, Co-Unum, một hội đồng phối hợp với các cơ quan từ thiện công giáo nhằm hỗ trợ các dự án phát triển nhân bản với phạm vi toàn thế giới. Hội đồng này hỗ trợ Việt Nam thông qua Tổ chức Hợp tác để tái thiết Việt Nam. Tổ chức này hình thành nhờ sự hợp tác của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam và giám mục các quốc gia khác. Giám mục Nguyễn Văn Thuận với cương vị Chủ tịch Ủy ban Phát triển trực thuộc Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam được trao trọng trách điều hành Tổ chức Hợp tác để tái thiết Việt Nam. Việc điều hành này thực tế đã gây cản trở việc quản lý giáo phận Nha Trang của Giám mục Thuận. Giám mục Nguyễn Văn Thuận thường phải đi lại giữa Sài Gòn và Nha Trang do trụ sở tổ chức tọa lạc tại Sài Gòn. Giám mục Thuận thường xuyên xin ý kiến các giám mục khác, dù Hội đồng Giám mục đã trao toàn quyền quyết định cho Ngài. Tổ chức đã hỗ trợ nhiều dự án xây nhà, cất trường và nhiều dự án khác tại Việt Nam. Trong Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam, Ngài từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội 1967-1975, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Việt Nam 1967-1975, phụ trách Ủy ban Di dân. Ngoài ra, Ngài cũng cộng tác trong việc thành lập Đài phát thanh chân lý Á Châu. Tổng Giám mục Phó Sài Gòn 1975-1994. Những căng thẳng xung quanh vụ bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó Sài Gòn. Ngày 7 tháng 1 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa mất quyền kiểm soát tỉnh Phước Long, địa điểm có vị thế cửa ngõ tiến vào thành phố Sài Gòn. Nhận định tình hình quân sự phức tạp, khâm sứ tòa thánh Henry Lemaître trao đổi với Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Phaolô Nguyễn Văn Bình vấn đề Tổng giáo phận cần một Tổng Giám mục Phó. Theo ý của Giáo hoàng Phaolô VI, vị này cần có các tiêu chuẩn như tuổi tác không quá nhỏ hoặc lớn, có tinh thần sống chung, hợp tác với chính quyền mới. Tháng 4 năm 1975, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình 5 lần yêu cầu khâm sứ tòa thánh Lemaître xin tòa thánh bổ nhiệm Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục Phó Sài Gòn. Chiếu theo đề nghị của khâm sứ, ngày 24 tháng 4 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm Giám mục Thuận làm Tổng Giám mục hiệu tòa Vadesi, chức vị Tổng Giám mục Phó của Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Cùng với tin bổ nhiệm này, tòa thánh đã đặt cách giám mục giáo phận Phan Thiết Phaolô Nguyễn Văn Hòa làm giám mục kế vị tại giáo phận Nha Trang. Do tân Tổng Giám mục Phó Thuận là cháu trai cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và việc bổ nhiệm chỉ xảy ra vài ngày trước khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975, việc bổ nhiệm này bị nhóm công giáo cảnh tả phản ứng mạnh mẽ. Đối với chính quyền mới, việc thuyên chuyển này là âm mưu của Vatican và các đế quốc. Tổng Giám mục Thuận bác bỏ cáo buộc trên. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Giám mục Nguyễn Văn Thuận tạm hoãn về Sài Gòn. Đến ngày 7 tháng 5 thì Ngài mới về thành phố này để nhận nhiệm vụ mới. Trong sách Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá Do Chính Ngài Giết, Ngài hồi tưởng về sự kiện này như sau. Đêm ấy 7 tháng 5 năm 1975, khi tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang,
tôi đã khóc nhiều, đó là một lần độc nhất, tôi đã khóc rất nhiều, đó là một lần độc nhất, tôi đã khóc thổn thức trong 8 năm ở Nha Trang, vì thương nhớ. Nhưng tâm hồn tôi rất bình an, vì tôi dâng lời Đức Thánh Cha. Tiếp đến là gian khổ, thử thách tại Sài Gòn. Trong thư mục dụ giả từ giáo phận Nha Trang, giám mục Nguyễn Văn Thuận cho biết, ngài dâng theo quyết định giáo hoàng giới diệt bổ nhiệm mới. Ngày 8 tháng 5, một nhóm 20 linh mục, trong đó có các linh mục Trương Bá Cần, Trần Diết Thọ, Dương Đình Bích, Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, viết thư đến Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, yêu cầu hoãn bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận. 4 ngày sau đó, văn phòng tòa Tổng giám mục Sài Gòn gửi thư cho tất cả các giáo xứ trong Tổng giáo phận, loan báo việc tòa thánh đã bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng giám mục Phó Sài Gòn ngày 25 tháng 4, và ngài chính thức nhận nhiệm vụ mới vào ngày ra thông báo. Tân Tổng giám mục Phó đến chủng diện cùng Tổng giám mục Bình, thăm giám mục phụ tá Francisco Xavier, Trần Thanh Khâm. Thì nhóm linh mục gồm 7 linh mục trong số 15 linh mục đề nghị hoãn việc Tổng giám mục Thuận đến chủng diện chất vấn Tổng giám mục Bình và yêu cầu Tổng giám mục Phó Thuận từ chức ngay lập tức. Họ cho rằng việc thuyên chuyển, bổ nhiệm thì các giám mục Việt Nam có thể tự thu xếp mà không cần đến tòa thánh. Linh mục Stefano Chân Tính, một người bất đồng chính kiến, thừa nhận ông có ký tên trong bản kiến nghị này, nhưng với mục đích xin hoãn việc nhậm chức Tổng giám mục Phó của Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, vì ông cho rằng tình hình lúc này quá căng thẳng và có thể gây nguy hiểm đến tân Tổng giám mục Phó. Một ngày sau việc chất vấn của nhóm linh mục, từ 50 đến 60 sinh viên công giáo đến tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Tại đây, họ căng ba biểu ngữ nhằm yêu cầu Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận từ chức. Trưa cùng ngày, một phái đoàn giáo dân đến gặp và đề nghị giám mục Nguyễn Văn Thuận tự nguyện từ chức. Các đề nghị trên bị khước từ, nhóm linh mục và giáo dân này tố cáo giám mục Thuận thuộc dòng họ chống cộng và có ảnh hưởng đến phong trào chống cộng. Các bài báo trên báo Sài Gòn Giải Phóng số 29 ngày 8 tháng 6 năm 1975 và bản tin của Đài Phát thanh Sài Gòn Giải Phóng ngày 7 tháng 6 năm 1975 có đề cập đến việc nhiều tổ chức công giáo, bao gồm các linh mục và giáo dân, yêu cầu khâm sứ tòa thánh Henri Lemaître phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức và kết án Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận có những hành động chống đối chính phủ cách mạng lâm thời. Ngày 7 tháng 6, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình viết thư xác nhận việc tòa thánh bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận là phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Giám mục Bình bác bỏ rằng việc bổ nhiệm là một việc áp đặt, đồng thời khẳng định một số giám mục cũng như bản thân ông đã được tham khảo ý kiến và chính ông đã đồng ý việc bổ nhiệm. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng kêu gọi các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tuân phục quyết định của tòa thánh. Trước tình hình này, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình viết thư gửi đến ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, song gửi cho ông Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, vào ngày 8 tháng 6, nhằm nêu lên một số quan điểm của mình. Khi đi dọc hành lang để đến phòng họp, Tổng giám mục Bình đi trước giám mục Thuận thì một công an chặn và dẫn giám mục Thuận rời đi. Tổng giám mục Bình có cuộc hội kiến với tướng Trà. Khi ra về, được hỏi về giám mục Thuận để cùng ra về, Tổng giám mục Bình nhận được hồi đáp của tướng Trà. Như cụ thấy, chế độ này là chế độ cộng sản. Tên Thuận là dòng dõi Ngô Đình Diệm, chúng nó chống cách mạng từ trong trứng chống ra, nên không thể để nó ở đây được. Giám mục Nguyễn Văn Thuận bị bắt, chỉ mang các vật dụng là một tràng hạt và áo trùng thâm giáo sĩ và bị đưa đi với cung đường 450 km. Giám mục Nguyễn Văn Thuận cho biết, ngài có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô đơn, mệt mỏi, nhưng quyết định sống theo tâm tình của giám mục John Wax, từng bị tù tại Trung Quốc. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Tối cùng ngày, công an đến bắt giám mục Nguyễn Văn Thuận điều đi đến Nha Trang, đến quản thúc tại giáo xứ Cây Dông, thuộc xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tại Cây Dông, nhiều công an, có cả công khai và chìm đều theo dõi Tổng giám mục Thuận. Giám mục Nguyễn Văn Thuận cho biết, ngài đau lòng khi các sinh hoạt mục vụ và các tu sĩ và giáo dân không thể tiếp tục tham gia các sinh hoạt tôn giáo. Ngài hoàn thành cuốn sách Đường Hy Vọng trong thời gian tại Cây Dông bằng việc biên soạn vào các đêm tháng 10 và tháng 11 năm 1975 trên những tờ lịch cũ được một bé trai hỗ trợ.
ngày 18 tháng 3 năm 1976, giám mục Nguyễn Văn Thuận bị đưa vào giam ở trại Phú Khánh, Nha Trang. Đây là nơi ngài đánh giá là nơi gây cho ngài nhiều vất vả nhất. Tại trại giam này, tổng giám mục Thuận bị đưa vào một căn phòng không cửa sổ. Căn phòng này nóng ẩm, ngột ngạt, nấm mọc trắng nền và nhiều côn trùng chiếu. Những điều kiện của căn phòng làm dần mất ý thức và mê man. Căn phòng được sắp xếp, có khi được mở đèn sáng như ban ngày, khi lại không có ánh sáng. Khi mưa có những côn trùng bò vào trong phòng, thông qua một lỗ nhỏ dưới vách, nơi tù nhân Thuận đưa mũi vào để hít thở. Tình trạng của tổng giám mục Thuận tồi tệ, có khi quản ngục đưa hai linh mục cùng bị giam đến xem mặt lần cuối vì tin rằng giám mục Thuận sắp chết. Đến ngày 29 tháng 11 năm 1976, giám mục Thuận bị chính quyền đưa vào giam ở trại Thủ Đức. Ngày 1 tháng 12 năm 1976, giám mục Nguyễn Văn Thuận cùng nhiều tù nhân khác được đưa lên tàu Hải Phòng được neo đậu tại bến Tân Cảng, gần cầu Xa Lộ. Họ được đưa đến trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, tọa lạc tại thung lũng núi Tam Đảo. Sau đó, ngài được chuyển đến nhà giam công an thành phố Hà Nội. Từ ngày 26 tháng 5 năm 1978, tù nhân giám mục Nguyễn Văn Thuận bị đưa ra quản thúc ở giáo xứ Giang Xá, thuộc huyện Hoài Đức. Tại đây, ngài bí mật viết hai cuốn sách Đừng Hy Vọng Dưới Ánh Sáng Lời Chúa, Cộng Đồng Gia Ti Căn 2 và Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Ngài đã bị quản thúc tại đây đến tháng 11 năm 1982. Cán bộ tại địa phương này bị điều chuyển liên tục, bảo vệ cũng bị thay đổi hai tuần một lần, do nhiều người đã bỏ định kiến mà có ấn tượng tốt về giám mục Nguyễn Văn Thuận. Tổng giám mục Thuận từng giữ lại tờ báo Quan Sát Viên Roma bọc cá được gửi đến theo kiểu bưu kiện, vì cho rằng đó là sự hiệp thông với giáo hoàng và giáo hội công giáo. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ác Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 tại Roma, Tòa Thánh Gia Ti Căn hỏi ý kiến Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình về việc đưa Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần về Tổng giáo phận Sài Gòn, thay thế Tổng Giám mục Thuận đang chịu cảnh tù ngục. Tổng Giám mục Bình sau 2 tuần suy nghĩ đã từ chối đề xuất này, với lý do lo ngại cho sức khỏe của giám mục Tuần. Tuy không bao giờ bị kết án, tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận bị 13 năm tù và quản chế, trong đó có 9 năm biệt giam. Sau khi được trả tự do, ngài còn bị quản chế 3 năm. Ngoài ra, em ruột của ngài là Nguyễn Văn Thanh cũng chịu cảnh bị giam ở nhiều trại tù cải tạo. Phản ứng quốc tế về vụ bắt giữ. Cuối tháng 2 năm 1977, Tòa Thánh mới biết thông tin và loan tin vụ việc Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận bị bắt giữ. Ngoài ra, các chi tiết về vụ việc này cũng không được công bố. Thông tin từ tờ Catholic News Service cho biết Tổng Giám mục Thuận bị giam giữ trong một phòng giam thiếu khí, thiếu sáng, bị ngược đãi, đánh đập và buộc đứng hàng giờ liền. Tháng 5 năm 1977, có thông tin chân Tổng Giám mục Thuận đã liệt và ngài mắc bệnh về phổi. Thông tin về sự tôn kính của các tù nhân đối với cũng được lan truyền. Có nhiều thông tin đồn đoán về số phận Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận, bao gồm nguồn tin cho biết ngài đã chết trong tù, mặc dù chính quyền Việt Nam bác bỏ thông tin này. Từ tháng 6 năm 1977, một người chị em gái với Tổng Giám mục Thuận là bà Anna Ngân đã cho đăng tải thông tin đề nghị trả lại tự do cho Giám mục Nguyễn Văn Thuận trên trang nhất báo Tổng Giáo phận Sydney, tờ báo Công giáo Úc. Sau vài tháng sau chiến tranh Việt Nam, bà Ngân và các giám mục Úc đề nghị Thủ tướng Úc Malcolm Fraser yêu cầu các quan chức Việt Nam cung cấp thông tin, nhưng không thu được kết quả. Câu hỏi về tình hình Tổng Giám mục Thuận cũng được giáo hoàng Phaolô VI đưa ra trong cuộc tiếp kiến Thủ tướng Fraser tháng 5 năm 1977. Trước khi tham dự Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, vào tháng 10 năm 1977, Hồng Y Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Maria Trịnh Như Khuê và Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình được phép thăm Tổng Giám mục Thuận đang quản thúc tại Hà Nội. Từ sau thông tin trước Thượng Hội đồng Giám mục, không có thêm thông tin về Giám mục Nguyễn Văn Thuận. Thông tin về Giám mục Nguyễn Văn Thuận được các quan chức Tòa Thánh Gia Ti Căn xác nhận vào tháng 6 năm 1978 đang bị quản chế tại một giáo xứ ở Hà Nội, chỉ được phép cử hành thánh lễ với sự ràng buộc và cũng không rõ các quy tắc giới hạn đối với phái. Ngày 22 tháng 9 năm 1993, nhân việc rắc rối về việc bổ nhiệm giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi từ Phan Thiết về Sài Gòn, Trương Tấn Sang,
lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, gửi thư cho Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Nội dung thư này có nhắc đến việc bổ nhiệm Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận. Như cụ đã biết, năm 1975, chính phủ ta đã không chấp nhận giám mục Nguyễn Văn Thuận về giáo phận thành phố và dứt khoát sẽ không bao giờ chấp nhận. Vì giám mục Nguyễn Văn Thuận đã từng gắn bó với một gia đình có nhiều nợ máu với nhân dân, và bản thân giám mục Nguyễn Văn Thuận cũng có một quá trình lâu dài tinh vi chống phá sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ độc lập dân tộc. Trong tù, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận vẫn cử hành thánh lễ cho chính mình và cho những tù nhân khác. Những người đến thăm đã lén chuyển rượu lễ và bánh lễ cho ngài, họ ngụy trang bằng chai thuốc trị đau bao tử. Với những thứ đó, mỗi ngày ngài dùng 3 giọt rượu và 1 giọt nước đổ vào lòng bàn tay của mình để cử hành bí tích thánh thể. Buổi tối, khi ngài và các tù nhân khác phải đi ngủ, họ nằm sát nhau để cử hành thánh lễ, sau đó lén truyền thánh thể cho nhau qua các tấm màn chống mũi. Họ dùng bao thuốc lá để cất giữ thánh thể. Tờ báo Guardian đã đánh giá việc giam tù và quản chế của Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận đã khiến ngài trở thành một dạng anh hùng, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chính những năm tháng này cũng đủ khiến vị Hồng Y tương lai lọt vào danh sách ứng viên tiềm năng kế vị giáo hoàng mục Papabile. Các hoạt động trong thời kỳ tù ngục quản chế. Sinh hoạt tôn giáo trong tù. Giám mục Nguyễn Văn Thuận sử dụng các mẫu giấy dụng nhỏ để tạo thành một cuốn kinh thánh cỡ nhỏ. Ngài viết khoảng 300 bài tin mừng vào trong quyển kinh thánh tự tạo này, gồm những bài mà ngài đã thuộc nằm lòng. Ngài dùng 3 giọt rượu và 1 giọt nước đặt trong lòng bàn tay để cử hành nghi thức truyền phép. Nguồn rượu đến từ gia đình dưới vỏ bọc thuốc chống đau dạ dày để gửi vào trại tù. Bánh được sử dụng trong nghi thức được cất trong giấy bạc bọc thuốc lá. Cách cử hành lễ trong trại giam phụ thuộc vào hoàn cảnh. Dưới hầm tàu thủy, giám mục Nguyễn Văn Thuận cử hành lễ ban đêm giữa các tù nhân dưới bàn thờ là túi gói. Tại trại giam Vĩnh Quang, ngài dùng thời gian tù nhân đi tắm sau giờ thể dục vào ban sáng nơi góc cửa và giữa đêm để cử hành thánh lễ công giáo. Các tù nhân công giáo tại trại giam này dùng giấy ni lông bọc thuốc lá để cất giấu mình thánh và chia nhau mỗi người giữ trong một ngày. Dưới việc cử hành thánh lễ trong trại giam, giám mục Nguyễn Văn Thuận đã hỗ trợ nhiều giáo dân công giáo quay lại với đời sống tâm linh, dùng nhà giam làm nơi giảng dạy giáo lý công giáo, đưa nhiều người không công giáo gia nhập đạo, cử hành nghi thức rửa tội ngay trong trại tù hoặc sau ngày được tự do. Tình bạn với cai tù. Trong khi ở trong tù với năm cai ngục trẻ, những người phụ trách đã cấm họ nói chuyện với Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận. Ban đầu vệ sĩ được thay đổi sau mỗi khoảng thời gian 15 ngày. Quản lý nhà tù tin rằng các vệ sĩ có nguy cơ bị nhiễm và trở thành bạn bè nếu ở lại với ngài trong thời gian dài. Cuối cùng, họ dừng không thay đổi nữa vì sợ giám mục Nguyễn Văn Thuận sẽ làm ô nhiễm toàn bộ lực lượng. Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận trò chuyện với cai ngục qua cánh cửa tù về cuộc sống, gia đình, thời thơ ấu và kể về những người ở quốc gia khác đã đến thăm ngài. Ngài cũng dạy họ tiếng Anh, tiếng Pháp và một chút tiếng Nga. Một ngày nọ, ngài nhờ một cai tù đem một vật dụng gì đó để ngài có thể cắt một cây thánh giá từ một miếng gỗ. Mặc dù tất cả các biểu tượng tôn giáo bị nghiêm cấm, nhưng ngài đã có một cây thánh giá đeo ngực trong 3 tháng. Ngài giấu nó trong một bánh xà phòng. Một lần khác, ngài hỏi xin một đoạn dây điện và một cặp kìm. Trong vòng 4 giờ, Tổng giám mục Thuận đã sử dụng đoạn dây này nắn thành một chuỗi dây chuyền. Thánh giá đó về sau được mạ bạc và nó là thánh giá đeo ngực mà ngài vẫn thường sử dụng. Viết sách trong thời gian quản chế. Ngày 16 tháng 8 năm 1975, một ngày sau khi bị bắt, giám mục Nguyễn Văn Thuận bắt đầu biên soạn cuốn sách 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cùng viết song song với cuốn 5 chiếc bánh và 2 con cá là cuốn Đường Hy Vọng với 1001 câu suy niệm ngắn gọn để giúp giáo dân công giáo sống đạo một cách kiên vững trong hoàn cảnh mới của đất nước. Cuốn sách này được đánh giá là một di chúc tinh thần, xúc động đối với nhiều người công giáo Việt Nam. Đến năm 1986, cuốn sách mới cơ bản hoàn thành, và cho đến năm 1997, ngài mới viết lời mở đầu cho nó. Tiến trình viết sách Đường Hy Vọng tại nơi quản chế là giáo xứ Cây Dông, do Tổng giám mục Thuận quyết định làm theo hành động của Phaolô, một tông đồ, trong thời gian ngục tù.
Các buổi đêm tháng 10 và tháng 11 năm 1975, ngài đóng cửa và dùng mặt sau lịch lốc với ánh đèn dầu cùng côn trùng dây quanh. Buổi sáng, ngài trao lại cho bé Quang, 7 tuổi, người đã hỗ trợ trong việc mua lốc lịch, đưa về nhà và nhờ anh chị chép lại. Ngài dùng nhiều thời gian ngày đêm viết sách vì lo ngại sẽ bị chuyển trại và quyết định dừng lại ở lời nguyện thứ 1001. Cuốn sách hoàn thành và giám mục Nguyễn Văn Thuận dâng lời tạ ơn mẹ Maria nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1975. Hồng Y Roger Eigerai cho biết, Hồng Y Thuận từng kể lại cho nghe khoảng thời gian viết quyển sách Đường Hy Vọng. Một buổi sáng tháng 10 năm 1975, tôi ra dấu cho một cậu bé 7 tuổi tên là Quang đi dự lễ 5 giờ về khi trời chưa sáng. Con nói với mẹ mua giúp cha mấy lốc lịch cũ. Chiều tối, khi mặt trời bắt đầu lặn, bé Quang đem lại cho tôi các cuốn lịch lốc. Từ khi ấy, trong tháng 10 và tháng 11 năm 1975, hằng đêm tôi viết cho dân tôi thông điệp từ cảnh tù đầy. Mỗi sáng, đưa bé tới lấy các tờ lịch, đem về nhà cho các anh chị chép lại thông điệp. Trong thời gian quản chế ở giang xá, cách Hà Nội 17 cây số, từ 1978 đến 1982, giám mục Nguyễn Văn Thuận cũng đã viết thêm hai cuốn sách với chủ đề hy vọng. Đó là cuốn Đường Hy Vọng dưới ánh sáng lời Chúa, Cộng đồng Vatican II và cuốn Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Những năm biệt giam sau đó, ngài đã viết khoảng 400 bài suy niệm bằng tiếng nước ngoài và đóng thành tập sách cầu nguyện hy vọng. Phản ứng của gia đình. Bà Thủy Tiên, em gái Hồng Y Thuận, kể về thời kỳ này. Bà cho biết, trong nhiều năm trời, chúng tôi không nhận được bất cứ tin tức gì về Đức Hồng Y Thuận cả. Chúng tôi nghĩ rằng anh của chúng tôi đã bị giết. Thế rồi, Hội Hồng Thập Tự qua nhiều năm truy tìm, họ báo cho gia đình chúng tôi biết là ngài vẫn còn sống và hiện đang bị giam trong trại cải tạo. Bà Thủy Tiên cũng cho biết thêm, sau này, những người cộng sản bảo ngài viết thư, báo cho thân nhân mua thuốc Tây gửi vào vì ngài bị bệnh. Thế rồi mỗi tháng, chúng tôi đều gửi toa đến một dược phòng bên Pháp để đặt mua hàng trăm loại thuốc kháng sinh gửi vào trại cải tạo. Chúng tôi biết những loại thuốc đó không phải cho ngài, nhưng chúng tôi không có sự chọn lựa nào khác. Họ còn nhắn gia đình gửi sữa vào để nuôi người bệnh. Chúng tôi đã gửi sữa hộp vào trại cho mãi đến khi ngài được thả. Khi hỏi, ngài bảo cán bộ chỉ đưa cho ngài hộp không và nói là sữa bị chuột ăn hết rồi. Có lần khi ngài lâm trọng bệnh, Hội Hồng Thập Tự dàn xếp để đưa ngài sang Pháp giải phẫu, rồi sau đó đưa ngài trở lại biệt giam tại miền Bắc Việt Nam. Thời kỳ quản chế, chữa bệnh tại Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 năm 1988, một cán bộ đến gặp Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận và yêu cầu ngài sau khi ăn cơm phải ăn mặc sạch sẽ để đến gặp một vị lãnh đạo. Giám mục Nguyễn Văn Thuận được gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi được Bộ trưởng Thọ hỏi về nguyện vọng của mình, Tổng Giám mục Thuận trả lời rằng mình mong muốn được trả tự do ngay lập tức. Chưa kịp để Bộ trưởng phản hồi, Tổng Giám mục Thuận trình bày về thời gian ở tù. Ngài đã trải dài qua 3 đời giáo hoàng và 4 tổng bí thư Liên Xô. Bộ trưởng Thọ sau đó chấp nhận nguyện vọng của Tổng Giám mục Thuận và trả tự do cho ngài, đưa ngài đến quản chế tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Giám mục Nguyễn Văn Thuận được thả cùng ngài. Tuy vậy, ngài không được thi hành các công tác mục vụ. Năm 1989, các giám mục Công giáo Việt Nam dự định chọn Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch hoặc tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Tuy vậy, vì lý do sức khỏe, ngài phải vào điều trị bệnh tại thành phố Sài Gòn. Bộ Nội vụ Việt Nam gửi đại diện là ông Nguyễn Tư Hà vào tiếp xúc với Giám mục Nguyễn Văn Thuận, yêu cầu ngài từ chối tất cả các chức vụ, dù chỉ là chủ tịch ủy ban hoặc tiểu ban, nếu được bầu chọn. Tổng Giám mục Thuận cho rằng nếu được chọn, ngài không thể từ chối. Vì lý do này, ngài tham dự phiên họp Hội đồng Giám mục, thông báo chính phủ Việt Nam không muốn thấy Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận được chọn vào bất kỳ chức vụ nào trong hội đồng. Do thời gian kỳ họp trùng với thời gian phẫu thuật, Tổng Giám mục Thuận không thể tham gia cuộc họp và các giám mục khác cũng không thể bầu chọn cho ngài. Phẫu thuật thất bại, ngài còn bị nhiễm độc. Hay tin, nhờ Medical Community of San Egidio tại Roma can thiệp, ngài được đưa sang Ý chữa bệnh. Sau vài tuần dưỡng bệnh,
về đến Việt Nam, ngài bị tịch thu hộ chiếu, bị canh chừng. Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận rời khỏi Việt Nam đến Úc thăm cha mẹ đang sống tại đó. Sau đó ngài đến Roma gặp giáo hoàng Gioan Phaolô II. Quay trở về Việt Nam, tháng 11 năm 1989, ngài mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến và được giải phẫu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trong thời gian này, ngài được mời làm thành viên Ủy ban Quốc tế về di trú và di dân. Vì bệnh tình nặng kéo dài, nên ngài được cấp phép đến Roma tiếp tục điều trị. Giám mục Nguyễn Văn Thuận đến Roma tháng 4 năm 1990. Rời Việt Nam và làm việc tại Giáo triều Roma 1990-2002. Rời Việt Nam và đề nghị của Tòa Thánh. Ngày 21 tháng 9 năm 1991, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận rời Việt Nam theo lời đề nghị của một quan chức chính quyền Việt Nam. Trong khi đang được điều trị bệnh tại Roma, chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố giám mục Nguyễn Văn Thuận không còn được trở lại Việt Nam. Đầu năm 1991, Hồng Y Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Hà Nội, Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng viết thư đề nghị giáo hoàng chọn Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục phó giới quyền kế vị. Chính quyền Việt Nam bác bỏ đề nghị từ phía Tòa Thánh. Tổng Giám mục Thuận có cuộc gặp với ông Nguyễn Hồng Lan, đứng đầu cơ quan phản gian và phụ trách vụ tôn giáo. Ông Lan cho rằng việc đề bạt Tổng Giám mục Thuận làm Tổng Giám mục phó Hà Nội là mưu đồ lớn hơn cả kế hoạch năm 1975. Tổng Giám mục Thuận cho rằng vì các giám mục Việt Nam đề bạt và Tòa Thánh không chỉ đạo, nguyên nhân của việc này là do các giám mục Việt Nam được biết ngài không được thi hành tác vụ công khai, nên đã chọn cho ngài một vị trí trong tương lai. Tại Roma, Tổng Giám mục Thuận là cố vấn chính của giáo hoàng và phủ quốc vụ khanh về mối quan hệ với chính quyền Việt Nam. Ngày 14 tháng 1 năm 1992, phái đoàn Tòa Thánh do Đức Sicily dẫn đầu đến Hà Nội để làm việc với chính phủ Việt Nam, đề nghị giải pháp toàn bộ, gồm 3 điểm. Bổ nhiệm giám mục giám quản Phạm Đình Tụng làm Tổng Giám mục Hà Nội, giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội và giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tuy nhiên, do chính phủ không chấp nhận giám mục Thuận làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội và Tòa Thánh cho đây là biện pháp toàn bộ, nên giải pháp bất thành, phái đoàn Tòa Thánh trong lần làm việc với chính phủ năm 1994 thừa nhận đây là một sai lầm. Sau đó, cuộc gặp từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1993, phái đoàn Tòa Thánh đưa ra giải pháp toàn bộ mới, trong đó cắt đi đề nghị đầu tiên so với năm 1992, vẫn giữ nguyên 2 đề nghị sau về các giám mục Huỳnh Văn Nghi và Nguyễn Văn Thuận. Nhưng chính phủ chỉ đồng ý đề nghị về phần giám mục Nghi mà không chấp nhận Tổng Giám mục Thuận ra Hà Nội. Vì là một giải pháp toàn bộ, Tòa Thánh không bổ nhiệm giám mục Nghi làm Tổng Giám mục Phó như đã định. Tổng Giám mục 11 Celi nhận định đây là đã cố gắng linh động nhằm chọn được các giám mục kế vị ở Hà Nội để kế vị Hồng Y Trịnh Văn Căng cũng như Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình ở Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sau nhiều lần thương thảo không thành công, Tòa Thánh Vatican sau đó cố gắng bổ nhiệm giám quản tông tòa cho Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tuy vậy, chính quyền tiếp tục bác bỏ đề nghị này. Năm 1993, Tổng Giám mục Thuận đến Úc khi cha qua đời. Trừ khi đến Roma, ngay cả trước khi chính thức công tác tại Giáo triều Roma, Giám mục Nguyễn Văn Thuận hầu như tuần nào cũng dành thời gian thăm cộng đoàn các quốc gia khác nhau, các đại học, các cơ quan quốc tế cũng như các cộng đoàn đặc sủng để hỗ trợ tĩnh tâm, đào tạo và xây dựng tân cộng đoàn. Công tác tại Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Tại Vatican, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận được mời làm thành viên Ủy ban Quốc tế về di trú và di dân. Sau nhiều lần không đạt thỏa thuận với chính quyền Việt Nam năm 1992-1993, Tòa Thánh bổ nhiệm Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Phó Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Giáo triều Roma vào ngày 24 tháng 11 năm 1994. Cùng ngày này, ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn. Có nguồn tin cho rằng ngài được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch vào ngày 9 tháng 4 năm 1994. Nói về chức vụ này, Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói với Tổng Giám mục Thuận: "Hiền huynh đến từ một quốc gia chiến tranh và hiền huynh đã bị giam cầm trong 13 năm. Bây giờ, hiền huynh chia sẻ kinh nghiệm đó
cho những người dân tại các quốc gia đang chịu đau khổ và bất công. Như vậy, chúng ta có thể thăng tiến công lý và hòa bình, giúp họ tìm hiểu những quyền của họ. Giám mục Nguyễn Văn Thuận quan tâm và hỗ trợ các công tác xã hội từ thiện, các công trình nghiên cứu và phổ biến văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Công giáo Việt Nam nói riêng. Ngài cũng hỗ trợ các công việc trùng tu và xây cất các cơ sở tôn giáo, đào tạo chủng sinh và giáo dân. Ngài từng được Bộ Truyền giáo ủy thác công tác kiểm tra các chủng viện tại một số quốc gia châu Phi. Tháng 2 năm 1998, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận tham gia sự kiện Ngày Giới Trẻ tại Anaheim, Convert Center, California, Hoa Kỳ và có bài phát biểu song ngữ Anh Việt trong khuôn khổ sự kiện. Sau 4 năm làm việc tại Ủy ban Công lý và Hòa bình, ngày 24 tháng 6 năm 1998, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận được chọn làm chủ tịch ủy ban này, thay thế Hồng Y, Roger A. Gray. Tờ New York Times nhận định, việc bổ nhiệm này đã đưa Tổng giám mục Thuận vào sự chú ý. Ngày 20 tháng 8, nhân dịp tham gia sự kiện kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang tại Washington, Hoa Kỳ, Ngài tuyên bố thành lập Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Ngày 18 tháng 11 cùng năm, Giám mục Nguyễn Văn Thuận, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, kêu gọi giảm hoặc xóa nợ cho các quốc gia Trung, Mỹ bị bởi cơn bão xoáy mất tàn phá. Ngài đã gửi lời cảm tạ các quốc gia thực hiện đề nghị và nhắc nhở về bổn phận của các quốc gia đang vay nợ. Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận đã được mời đi giảng và thuyết trình tại nhiều quốc gia và giảng cho các đối tượng khác nhau tại các trường đại học khác nhau trên thế giới. Tại Mexico vào tháng 5 năm 1998, Tổng giám mục Thuận giảng cho hơn 50.000 thanh niên. Trong nhiều dịp khác nhau, thuộc các buổi nói chuyện trên toàn thế giới, Tổng giám mục Thuận thường xuyên nói về chủ đề kinh nghiệm trong thời gian tù ngục. Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhằm mục đích làm theo đề nghị của các giám mục nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục châu Mỹ 1997 đã yêu cầu Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình soạn thảo tài liệu mang tên Toát chiếu về học thuyết xã hội giáo hội. Riêng Tổng giám mục Thuận được yêu cầu viết tóm lược học thuyết này vào đầu năm 1999. Với cương vị chủ tịch hội đồng, ngày 1 tháng 5 năm 2000, ban hành quyết định tìm kiếm các văn bản huấn quyền về nội dung học thuyết xã hội Công giáo. Ngài đã tìm kiếm được các văn kiện và viết tháng 11 chương sách. Văn bản của Tổng giám mục Thuận là nền tảng hoàn thành Toát yếu về học thuyết xã hội giáo hội. Tổng giám mục Thuận qua đời trước khi hoàn thành tác phẩm. Trong mùa chay năm 2000, Tổng giám mục Thuận nhận lời mời từ Giáo hoàng Gioan Phaolô II mời ngài giảng tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều Vatican vào lúc bắt đầu của thiên niên kỷ thứ 3 trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế. Từ chiều ngày 12 tháng 3 đến 18 tháng 3 năm 2000, ngài giảng tĩnh tâm cho giáo hoàng và các thành viên giáo triều Roma. Những bài giảng của ngài được in thành sách Chứng Nhân Hy Vọng. Sách này được phát hành ít nhất 12 ngôn ngữ. Khi giáo hoàng gặp ngài trong buổi triều yết kiến riêng và tặng ngài một chén thánh. Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2000, ngày bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 15 tại Roma, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận đã tiếp đón hai giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, chủ tịch ủy ban phụ trách giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm, cùng phái đoàn Việt Nam tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại căn hộ của ngài. Trong cuộc gặp, Tổng giám mục Thuận cũng gặp một số linh mục hiện làm việc tại Roma, trong đó có Đức ông Barnabé Nguyễn Giang Phương thuộc Bộ Truyền giáo và Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo phụ trách Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại hải ngoại. Trong thời gian đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, hỗ trợ các khu vực nghèo khó nhất trên thế giới, Hội đồng Công lý và Hòa bình ghi nhận Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã làm chứng cho hòa bình và hy vọng của các dân tộc. Các giải thưởng. Ngày 11 tháng 5 năm 1996, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Đại chủng viện Notre Dame ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ. Tổng giám mục Thuận được tặng thưởng nhiều huân chương khác nhau vì đời sống chứng tá và các hoạt động xây dựng công lý và hòa bình. Ngày 9 tháng 6 năm 1999, tại Tòa Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh, Chính phủ Pháp đã trao tặng huy chương Tư lệnh Tổ quốc ghi công. Ngày 12 tháng 12 năm 2000, tại Tòa Thị chính Roma,
Hiệp hội Cùng Nhau Xây Dựng Hòa Bình đã trao tặng huy chương vinh danh ngài. Ngày 20 tháng 10 năm 2001, tại Torino, Tổng giám mục Thuận được trao tặng huy chương hòa bình do tổ chức Semijin, Hiệp hội Truyền giáo của giới trẻ. Ngày 9 tháng 12 năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu Donati cũng đã trao tặng ngài giải thưởng hòa bình năm 2001. Thăng tước Hồng Y. Ngày 21 tháng 1 năm 2001, Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố chọn Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Hồng Y. Tân Hồng Y được xếp thứ hai trong danh sách các Tân Hồng Y được công bố. Tổng số lượng Hồng Y được vinh thăng lần này lên đến 37, số lượng lớn nhất mà một công nghị Hồng Y từng có. Hồng Y tân cử nhận được tin thăng Hồng Y cùng lúc biết tin tức cơ thể ngài có một khối u gây bệnh, chính là khối u sau này đã khiến ngài qua đời. Dưới việc công bố quyết định thăng tước vị Hồng Y, Giám mục Nguyễn Văn Thuận trở thành Hồng Y bậc phó tế đầu tiên người Việt Nam và là Hồng Y người Việt Nam thứ 4. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, nghi lễ nhận tước vị được cử hành và ngài chính thức trở thành Hồng Y phó tế hiệu tòa nhà thờ Santa Maria de la Cala. Cũng được vinh thăng Hồng Y cùng Giám mục Nguyễn Văn Thuận đợt này còn có các giám mục từ các nơi như Hồng Y Giorgio Mario Bergoglio, người Argentina sau này là giáo hoàng Francisco, Hồng Y Louis Meribin tại Lyon, Pháp, Hồng Y Ian Diaz tại Bombay, Ấn Độ. Ngay trong ngày diễn ra nghi lễ Hồng Y, bài nghiên cứu Chu Sinh Đờ Nét Bốp đã đăng tải trên BBC và nhận định Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một trong những Hồng Y có sức ảnh hưởng, ngay cả khi không là giáo hoàng. Huy hiệu của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có nền màu xanh dương với ngôi sao trắng, tượng trưng cho bà Maria là ngôi sao biển, ngôi sao dẫn đường cho những con thuyền trong cuộc du hành. 10 khúc tre tượng trưng cho 10 điều răn và là biểu tượng của người quân tử. Nổi bật trên màu xanh và ngôi sao là 3 ngọn núi biểu tượng của đại dương và lục địa. 3 ngọn núi còn là biểu trưng cho 3 miền Việt Nam, Bắc, Trung và Nam. Núi và biển cả cũng còn tượng trưng cho Nha Trang là giáo phận của Tân Hồng Y, từng đảm nhận chức giám mục chính tòa. Khẩu hiệu bằng tiếng Latin của Hồng Y Thuận là vui mừng và hy vọng, cũng là tựa đề của hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, được Cộng đồng Chung Vaticano II ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1965, ngày cuối cùng trước khi bế mạc công đồng, cùng với hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân. Qua cộng đồng này, giáo hội muốn canh tân để phản ánh dung nhan Chúa Kitô trong thời đại hiện tại. Trong số phát hành ngày 21 tháng 2 năm 2001, nhật báo Los Angeles Times có bài với nhan đề "Người có thể lên ngôi giáo hoàng" đã dự đoán danh sách 14 vị Hồng Y có nhiều khả năng kế vị giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong đó có Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngoài ra, tờ báo này còn có một bài viết khác với tiêu đề "Những tham vọng thầm kín để trở thành giáo hoàng", đưa ra quan điểm vị giáo hoàng kế vị giáo hoàng Gioan Phaolô II khó có khả năng đến từ châu Á, nơi có tỷ lệ giáo dân Kitô giáo rất thấp. Tuy vậy, bài báo dự đoán Tân Hồng Y Thuận có thể tiến xa. Nhật báo New York Post ngày 25 tháng 2 năm 2001 cũng đăng bài nhan đề "Một Hồng Y Á Châu có thể lên ngôi giáo hoàng" của ký giả Rodney Dehe. Trong đó có đoạn nhận định về Tân Hồng Y người Việt Nam là một ứng viên sáng giá cho ngôi vị giáo hoàng. Giữa tháng 3 năm 2001, Hồng Y Thuận tham gia sự kiện Công lý và hòa bình, giải quyết các vấn đề xã hội, tổ chức tại Tổng giáo phận Los Angeles. Vài tháng sau khi được phong tước Hồng Y, ngày 30 tháng 4, giáo hoàng đã chỉ định các tân Hồng Y vào các thánh bộ của giáo triều Roma. Hồng Y Thuận được bổ nhiệm làm thành viên thánh bộ phụng tự và kỷ luật bí tích và bộ rao giảng tin mừng. Ngày 14 tháng 5 cùng năm, Hồng Y Thuận được chỉ định làm thành viên hội đồng giáo hoàng về giáo dân. Sau khi Việt Nam nới lỏng các hạn chế về việc nhập cảnh, Hồng Y Thuận đã trở về Việt Nam thông qua các thủ tục dành cho công dân ngoại quốc. Với thời gian bị cầm tù, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã trải qua tổng cộng 7 lần phẫu thuật, trong đó 3 lần khiến suýt mất mạng. Ngày 17 tháng 4 năm 2001, Hồng Y Thuận được cử hành giải phẫu tại một bệnh viện ở Boston, Hoa Kỳ. Cuộc giải phẫu cuối cùng của ngài là vào ngày 8 tháng 5 năm 2002 tại Trung tâm Nghiên cứu về Ung thư, Milan, miền Bắc Ý. Từ đầu tháng 6 năm 2002,
sức khỏe Hồng Y Thuận có chuyển biến xấu và được cấp cứu tại Bệnh viện thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm, Roma. Sau đó, Hồng Y Thuận được chuyển viện đến Bệnh viện Pio 11. Giữa tháng 7 năm 2002, cùng với lễ an táng Đức Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, thông tin từ Tòa Thánh cho biết Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Pio 11 tại Roma. Qua đời và hậu sự. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 9 năm 2002, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma do bệnh ung thư ruột, một dạng ung thư hiếm gặp. Trong những ngày cuối đời, Hồng Y Thuận mất khả năng nói, tuy vậy vẫn giữ được sự thanh thản. Trong chúc thư tinh thần, cố Hồng Y khẳng định, tôi thanh thản ra đi và tôi không giữ lòng oán hận nào đối với ai. Chính quyền Việt Nam gửi lời chia buồn với thân nhân cố Hồng Y, hiện sinh sống tại Việt Nam, và hứa sẽ cứu xét hỗ trợ visa cho họ tham dự tang lễ. Trong những tuyên bố đầu tiên về sự qua đời của cố Hồng Y, Tòa Thánh Loan Tin Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ca ngợi cố Hồng Y là người luôn đặt niềm tin vào Giáo hội Công giáo, kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Gian Paolo Cebadi, công bố với giới truyền thông rằng một vị thánh vừa qua đời. Thánh lễ an táng cố Hồng Y được Giáo hoàng Gioan Phaolô II cử hành trọng thể vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2002 với 4.000 người tham dự. Trong đó có 4 Hồng Y và 130 giám mục cùng với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong số các giám mục tham dự thánh lễ an táng có sự hiện diện của 5 giám mục Việt Nam là Tổng giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn từ Tổng giáo phận Sài Gòn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể, Giám mục Nha Trang Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Phát Diệm Du Xe Nguyễn Văn Yến và Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho là Giám mục Phó giáo phận Nha Trang. Trong thánh lễ, Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhận xét về cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Trong lúc chào vĩnh biệt người sứ giả anh hùng của Tin Mừng Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta, nơi con người của Đức Hồng Y, một tấm gương sáng ngời về đời sống tín hữu Kitô, phù hợp với đức tin đến độ tử đạo. Đức Hồng Y Thuận đã hiểu nền tảng của đời sống Kitô hữu là chọn một mình Chúa mà thôi, như các vị tử đạo Việt Nam đã làm trong những thế kỷ trước. Chúng ta được mời gọi rao giảng cho tất cả mọi người Tin Mừng Hy Vọng, và Đức Hồng Y giải thích rằng chúng ta chỉ có thể chu toàn ơn gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt, dù phải chịu những thử thách cam go nhất. Đây không phải là sự anh hùng, nhưng đây là sự trung thành chính chắn, hướng cái nhìn về Chúa Giê-xu là mẫu gương của mọi chứng nhân và mọi vị tử đạo. Một gia sản cần được đón nhận mọi ngày trong một cuộc sống đầy yêu thương và dịu hiền. Sáng ngày 21 tháng 9, thi hài cố Hồng Y được đưa đi an táng tại phần mộ của các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô. Khu phần mộ này thuộc nghĩa trang Verano của thành phố Roma, Campo Verano. Tham dự nghi lễ an táng có bạn thân của cố Hồng Y là Hồng Y Bernard Lo, năm giám mục người Việt, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình Gian Paolo Crippani và hơn 1.000 tu sĩ, giáo sĩ và thân nhân của cố Hồng Y. Nghĩa trang này là nghĩa trang chôn cất các nhà trí thức, các diễn viên, nghệ sĩ và là một nghĩa trang hoành tráng, được nhận định là một nghĩa trang tốt nhất để chôn cất tại Ý. 10 năm sau đó, khi thi hài của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được an táng, thi hài ngài đã được cải táng về nhà thờ hiệu tòa của ngài là nhà thờ Đức Mẹ Scala ở trung tâm Roma, sáng ngày 8 tháng 6 năm 2012, ở tu viện Saint Etienne, Coen. Hiện tại có căn phòng dành riêng để lưu giữ những hình ảnh cùng kỷ vật của Hồng Y Thuận, và cũng tại nhà dòng này ngài đã sống và trải qua nhiều ngày năm tháng lúc còn sinh thời, nhất là đã dâng thánh lễ với nhà dòng tại nhà nguyện tu viện. Tiến trình tôn phong hiển thánh. Mở án điều tra và giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Năm 2006, Hồng Y Renato Raffo Martino thăm dò ý kiến các tổng trưởng thánh bộ và các chủ tịch hội đồng thuộc giáo triều Roma. Kết quả cho thấy tất cả đều tán thành công việc xuất tiến án phong chân phước của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngày 16 tháng 9 năm 2007, giám mục Gian Paolo Crippani, tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, công bố kinh xin ơn cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như sau: Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha,
Và con, và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù, được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh dưới bóng che chở hiền mẫu của mẹ Maria, đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. Con người dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử giám mục của Ngài tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sức sống nồng ấm của đức ái. Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang cầu khẩn với niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen. Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên chân phước và tuyên thánh cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Cùng ngày, từ dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, trong buổi chiều, Giáo hoàng Biển Đức 16 đã nói: "Tôi vui mừng nhân cơ hội này để một lần nữa nêu lên chứng tá đức tin sáng ngời mà vị mục tử anh dũng này đã để lại cho chúng ta. Đức Hồng Y Francisco Xavier đã được vị tiền nhiệm Gioan Paolo II đáng kính của tôi bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình. Ngài đã soạn thảo bản tác yếu giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Làm sao quên được những nét nổi bật về sự đơn sơ và thân thiện của Ngài. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một con người của hy vọng. Ngài sống bằng hy vọng, Ngài phổ biến niềm hy vọng cho tất cả những ai mà Ngài gặp gỡ. Đức cố Hồng Y Francisco thường nhắc lại rằng Kitô hữu là một con người của từng giờ, của lúc này, của giây phút hiện tại, cần được đón nhận và sống với tình yêu Chúa Kitô. Trong khả năng sống giây phút hiện tại này, đã chiếu tỏa điều sâu thẳm của việc phó thác trong bàn tay Thiên Chúa và tính đơn sơ theo tinh thần phúc âm. Giáo hoàng có các cuộc gặp gỡ với các thành viên Ủy hội Công lý và Hòa bình, thân nhân cố Hồng Y và đại diện cộng đồng giáo dân gốc Việt tại Roma. Đây là lần đầu tiên có một hồ sơ để tuyên chân phước của Giáo hội Công giáo Việt Nam liên quan đến một nhân vật không phải tử đạo. Các thỉnh viên được tòa thánh chuẩn bị là nữ luật sư Silvia Monica Correan. Thủ tục điều tra để tuyên chân phước và thánh khởi sự sau cái chết của nhân vật sớm nhất là 5 năm, và trường hợp của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không phải là ngoại lệ. Tuy vậy, Ngài là một trong những nhân vật hiếm hoi được bắt đầu tiến trình tôn phong sớm, chỉ ít năm sau khi qua đời. Vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2010, Hồng Y Peter Tocson, chủ sự lễ cầu nguyện cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala, tham dự thánh lễ có các thành viên thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, các Hồng Y, giám mục, linh mục, thân nhân, bạn hữu của Hồng Y Thuận. Tiếp đến, vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, tại phòng hòa giải trong dinh Laterano ở Roma, một phiên họp chính thức mở cuộc điều tra án tuyên chân phước và tuyên thánh cho cố Hồng Y. Sau thời gian tìm các thông tin tài liệu về cố Hồng Y, nghi thức bắt đầu bằng một bài thánh ca, sau đó là việc đọc biên bản. Tiếp đến, Hồng Y Agostino Giallini, giám quản giáo phận Roma, tuyên bố chính thức mở án điều tra. Giáo phận Roma, do là nơi sinh sống cuối đời của cố Hồng Y, là nơi điều hành vấn đề nghiên cứu tuyên thánh cho cố Hồng Y. Tính đến tháng 9 năm 2011, Ủy ban điều tra án phong thánh đã thu nhận lời khai của 120 người. Ủy ban lịch sử tham gia vào quá trình nghiên cứu và soạn lại các tài liệu liên quan đến cố Hồng Y. Tuy vậy, các dự án trên chưa được hoàn tất. Trong thời gian này, còn một dự án khác là di dời thi hài cố Hồng Y từ Nghĩa Trang Verano vào Thánh đường Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của cố Hồng Y. Giai đoạn 2012, các thỉnh viên tuyên thánh cho cố Hồng Y là tiến sĩ Wanderi Hilgeman. Giữa tháng 2 năm 2012, tờ quan sát viên Roma, L'Osservatore Romano, thông báo đề nghị những cá nhân còn lưu giữ các chứng từ, các thông tin thuận lợi hoặc bất lợi về cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận liên lạc để thông báo với tờ báo trên. Thời điểm này, các thỉnh viên của vụ tuyên thánh vẫn là bà Silvia Monica Coriu. Phái đoàn tòa án giáo phận Roma dành nhiều thời gian cử các phái đoàn tìm gặp các nhân chứng có liên hệ đến cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại các quốc gia như Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Úc. Phái đoàn dự định dành thời gian đến Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn lần lượt đến thăm các giáo phận
Tổng giáo phận Sài Gòn, 24-27 tháng 3. Nha Trang, 29-31 tháng 3. Huế, 1-3 tháng 4. Hà Nội, 5-7 tháng 4. Trong văn thư ấn ký, ngày 1 tháng 1 năm 2012, Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn của Tổng giáo phận Sài Gòn loan tin, nếu có bất cứ người nào muốn làm chứng trước phái đoàn, cần ghi danh bằng văn bản và gửi đến Linh Mục Nguyễn Thanh Tùng. Các phép là công giáo do sự chuyển cầu của cố Hồng Y Thuận. Hồng Y Mẫn cũng đề nghị báo tin cho Linh Mục Tùng. Cùng ngày, Tòa Giám mục Nha Trang cũng đưa ra thông cáo của Giám mục Du Xe Võ Đức Minh về vấn đề này. Giám mục Minh cho thành lập một ban phụ trách có nhiệm vụ tìm hiểu và phổ biến đời sống của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngày 6 tháng 1 cùng năm, Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân ấn ký văn thư cùng nội dung. Các chứng nhân muốn gặp mặt phái đoàn cần báo tin qua Linh Mục Nguyễn Xuân Thủy. Tiếp nối các giáo phận trên, Tổng giáo phận Huế ban hành thông cáo ngày 22 tháng 1 năm 2012 của Tổng giám mục Stefano Nguyễn như thể loan tin về chuyến viếng thăm của phái đoàn và thành lập một ủy ban để chuẩn bị. Cuối tháng 3 năm 2012, Asia News và Thông tấn xã Pháp loan tin chính quyền Việt Nam đã hủy bỏ visa phái đoàn điều tra án Phong Thánh, dự định đến Việt Nam để gặp gỡ các nhân chứng từng biết cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thông tin từ văn phòng Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, Dòng Chúa Cứu Thế và Tòa Thánh cách gián tiếp qua Hồng Y Peter Tớt Sơn tái xác nhận thông tin này. Nguồn thông tin cho biết, ban đầu chính quyền Việt Nam chấp nhận cấp visa cho phái đoàn. Tuy vậy, sau đó rút lại sự chấp nhận này. Trước biến cố này, nhiều tín hữu công giáo đã lên án động thái trên, nhận định đây là một hành vi vi phạm tự do tôn giáo. Ngày 28 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết chính quyền Việt Nam chưa nhận được đề nghị từ Tòa Thánh về công tác của phái đoàn trên và cho rằng chính quyền Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho phái đoàn nếu phái đoàn được chỉ định cách chính thức nằm trong thảo thuận giữa Vatican và Việt Nam. Tòa Thánh Vatican thông cáo xác nhận phái đoàn từ giáo phận Roma đã bị hủy visa. Trước đó, đoàn này dự định nhập cảnh Việt Nam với visa du lịch. Phái đoàn đã không dùng các kênh liên lạc cấp cao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Tòa Thánh Vatican cũng bác bỏ tin tức Hồng Y Peter Tớt Sơn, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình là thành viên của đoàn. Kết thúc giai đoạn tuyên chân phước tại giáo phận. Ngày 5 tháng 7 năm 2013, người Công giáo Việt Nam tổ chức lễ bế mạc các giai đoạn giáo phận của tiến trình tuyên chân phước cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Mặc dù Ngài chưa được tuyên thánh, nhiều tín hữu Việt Nam đã coi Ngài là một vị thánh và xem Ngài như một biểu tượng của Giáo hội Việt Nam. Trưa cùng ngày, Hồng Y Agostino Gallini, giám quản giáo phận Roma, chủ sự lễ bế mạc tiến trình điều tra cấp giáo phận về tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngoài Hồng Y Gallini, còn có 5 Hồng Y và một số giám mục khác. Về số giáo sĩ Việt Nam, có nguyên tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Stefano Nguyễn như thể và giám mục Du Xe Võ Đức Minh từ giáo phận Nha Trang. Giáo hữu gốc Việt Nam đến từ các quốc gia như Pháp, Hoa Kỳ, Australia cũng tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, tiến trình tuyên chân phước cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị chính quyền Việt Nam phản đối và cản trở. Có ý kiến từ giới trí thức công giáo người Việt ở nước ngoài cho rằng chính án tù kéo dài mà Hồng Y Thuận phải chịu sau năm 1975 ở Việt Nam là một vấn đề. Chính quyền đã ngăn chặn nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức, một nhân chứng trong tiến trình phong chân phước cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi Ngài đang lên máy bay đi Roma. Theo lời mời của Tòa Thánh Vatican, tham dự lễ bế mạc phần điều tra tại địa phương trong hồ sơ phong chân phước và hiển thánh cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ông Đức là cựu quan chức Việt Nam, từng gặp gỡ với cố Hồng Y Thuận. Theo ông, có 3 sự lạ đã diễn ra cho ông khi tiếp xúc với cố Hồng Y là giúp ông chuyển sang công giáo, chữa lành bệnh cho ông và chia sẻ về một sự kiện tương lai. Được công nhận danh hiệu đấng đáng kính. Ngày 2 tháng 5 năm 2017, Ủy ban Hồng Y và Giám mục thuộc Bộ Tuyên Thánh tại Vatican đã vừa biểu quyết chấp nhận án tuyên thánh của tôi tới Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Giáo hoàng Francisco phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên Thánh tiến thêm một bước trong án tuyên thánh cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Giáo hoàng tuyên bố Hồng Y Thuận là đấng đáng kính. Sau giai đoạn này, cần có phép lạ công giáo được cho rằng với sự chuyển cầu của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, phép lạ chữa bệnh cần được xác minh là không thể lý giải về mặt khoa học. Nếu có phép lạ xảy ra, một đơn sẽ gửi đến Ủy ban Thần học để thẩm định. Thánh bộ Gia Ti Căn sẽ xem xét hồ sơ và nếu mọi việc thuận lợi, thì ngài có thể sẽ được tuyên chân phước và sau đó cũng có thể được tuyên thánh. Jean Mary Smith, Chủ tịch Hiệp hội Bằng hữu Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận cho biết, có ba phép lạ được xem là của Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong đó có một nữ tu bị mù, đã được sáng mắt. Tưởng nhớ. Nhiều quốc gia và nhiều tổ chức, quỹ giải thưởng, mang tên và nhân danh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Giáo xứ Giang Xá, nơi cố Hồng Y Thuận bị quản thúc từ năm 1978 đến năm 1982, hiện dành tòa nhà cố Hồng Y từng sử dụng làm nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến ngài. Một số vật dụng được chuyển từ Roma về trưng bày. Viết trong sách Besavi, giáo hoàng Biển Đức 16 đã trích dẫn hai lần câu nói của cố Hồng Y nhằm chứng minh luận điểm: người có niềm hy vọng thì không bao giờ cô đơn. Tháng 4 năm 2014, linh mục Matthew Vũ khởi phụng dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội thành lập câu lạc bộ Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Câu lạc bộ này khuyến khích các thành viên cổ vũ sứ điệp hy vọng của cố Hồng Y, phổ biến bản tóm lược học thuyết xã hội công giáo, cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cố Hồng Y và tổ chức các hội thảo, tọa đàm về học thuyết xã hội công giáo. Nhân dịp chuyến viếng thăm bổn phận giám mục Ad Limina 2018, các giám mục Việt Nam đã đến Roma viếng mộ cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nhiều tù nhân người Cameroon đã cầu nguyện với di ảnh cố Hồng Y Thuận trong các nhà tù. Với thông điệp nhân ngày Thế giới Hòa Bình, ngày 1 tháng 1 năm 2019, giáo hoàng Francisco đã đề cập đến mối phúc của nhà chính trị do Hồng Y Nguyễn Văn Thuận biên soạn. Trong thông điệp qua video gửi giới trẻ Việt Nam nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Miền Bắc ngày 5 tháng 11 năm 2019, giáo hoàng Francisco đã đề cập đến cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và nhận định ngài là một chứng nhân của niềm hy vọng. Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông bên dưới để có thể đón xem được những video mới nhất. Lan Trinh, biên tập viên của kênh Thôn Quê Sài Gòn tại Hoa Kỳ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và thân ái, hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.